ghi nhận vào chiều ngày 26 tháng 8, tại khu vực Hồ Tây dọc theo đường Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, thanh niên đã xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt trôi dạt vào bờ. Mặc dù các công nhân vệ sinh môi trường đã nỗ lực vớt và thu dọn, nhưng vẫn còn rất nhiều cá chết nằm trên bờ, tạo nên mùi hôi thối khó chịu. Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã hợp tác với Sở Xây dựng để yêu cầu Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố Hà Nội, Sở Xây dựng thực hiện kiểm tra và tăng cường quá trình thu vớt xác cá chết. Mục tiêu của việc này là đảm bảo môi trường và thẩm mỹ đô thị. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Thoát nước Hà Nội đang tăng cường việc thu vớt, thu gom và vận chuyển xác cá chết về bãi xử lý theo quy định. Trung bình mỗi ngày thu gom khoảng 50kg cá chết, chủ yếu là cá trôi và cá mè. Các xác cá chết bị đẩy vào ven bờ Hồ Tây và gây ra mùi hôi thối khó chịu. Ông Nguyễn Đình Quyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, cho biết rằng tình trạng cá chết đã tái diễn gần đây tại Hồ Tây. Nguyên nhân có thể do mưa lớn và nước từ nơi khác tràn về, gây ô nhiễm và làm cá chết hàng loạt. Ông Quyến nêu rõ rằng kết quả kiểm tra nguồn nước vẫn đạt mức cho phép, chưa đạt ngưỡng nguy hại. Ủy ban Nhân dân quận đã hướng dẫn việc thu vớt và phun khử khuẩn để xử lý môi trường tại khu vực này. PGS Vũ Thành Ca, giảng viên cao cấp khoa môi trường tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, giải thích rằng vào thời điểm chuyển mùa, thường từ tháng 9 đến tháng 10, do ánh nắng mặt trời ít hơn do độ nghiêng của mặt trời, môi trường nước và không khí trở nên lạnh hơn vào ban đêm, có thể góp phần gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt tại Hồ Tây.